em giận lắm đây nè. Anh có làm gì đâu mà em giận? Thì anh nói. Anh nói gì? Anh nói với em là anh đi mừng ăn xa lắm, tú trên đô thành lâu lắm anh mới về thăm. Lòng em lo âu thấp thầm đêm ngày, sợ mấy cô chân dài làm lòng anh đổi thay. Anh hứa với em là anh không bao giờ thay đổi, dẫu nơi đô thành có nhiều cô gái vây quanh, nhưng lòng anh nguyện yêu em tha thiết. Cô gái ngoan hiền dễ thương nhất lòng anh. Đợi anh về đến nhà thưa má thưa ba, để đôi ta nên vợ nên chồng, quyết không thay lòng trọn đời câu đã vàng trăm năm.